Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review buổi nhận xét chấm bài môn hình họa nha. Các bạn đang quan sát bài trước giờ chấm. Xin góp ý cho lớp trưởng là cái bài chị Yến thì cái tinh thần làm việc đó là rất là tích cực luôn, không có bỏ ngày nào hết, mà từ đầu tới cuối luôn cũng không có đi, nói chung là rất là chăm chỉ, chuyên cần, tích cực làm bài thì cũng đi chịu khó học hỏi. Rồi so với cái bài trước thì chị Yến làm tốt hơn rất nhiều. Còn về cái phần bố cục, cái bài này bố cục chặt chẽ, cái màu thì cũng thấy có được cái ánh sáng, cái nguồn sáng tạo được cái sáng, và em thấy rất là đẹp hết. Thank you.
cũng học được nhiều. Còn về cái phần cái bài chép thì thời gian làm bài nhiều. Vậy thì cô có góp ý cũng có sửa được cái phần là chỉ lại mặt có chỗ mũ thì sai. Cô có góp ý cái mũ thì sai, cái miệng thì méo thì cũng gán sửa thôi. Chỉnh có hình như có chỉnh á. Vuốt vuốt kiểu phẳng à? Á vuốt kiểu phẳng. Vuốt ngực, vuốt chân nữa. Có vuốt ngực, vuốt chân nữa.